Chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì đây mình có một cái chiếc đồ phát của Hemda, đó chính là con Hemda H8. Thì đây là chiếc đồ phát mới nhất mà Hemda đã tung ra thị trường. Hemda H8 có cấu hình hết sức là mạnh mẽ với bộ xử lý 8 nhân Octa-Core hoạt động trên nền tảng Android mới nhất 5.1.1 64 bit. Thì cái chiếc đồ phát này mình cũng đã giới thiệu đến các bạn ở cái video clip lần trước rồi. Đó, thì đây là cái giao diện home screen của Hemda H8. Thì mình sẽ lướt qua một vài phần trong cái giao diện home screen này của con Hemda H8. Đó, chẳng hạn như ở cái mục home screen thì chúng ta có thấy là có phần setting, thì đây là nơi bạn có thể cài đặt những cái chức năng, chẳng hạn như là wifi hay là mạng internet. Thì ở đây có hai tùy chọn, đó là mạng internet có dây cũng như là mạng internet không dây hay là wifi. Mình đã kết nối và chọn mạng internet không dây rồi. Đó, ở mục display là nơi bạn có thể chỉnh cái reset position cũng như là chọn cái hiển thị của màn hình. Ở đây mình đã chỉnh chế độ Full HD 1080p rồi. Đó, ở cái mục upgrade là bạn có thể upgrade firmware cho thiết bị, thì bạn có thể là upgrade từ USB hay là upgrade online, nó dễ dàng. Đó, ở cái mục about là nó có ba cái mục device name là bạn set up cái tên của cái thiết bị của bạn. Đó, ở cái mục Factory Reset giúp bạn reset lại cái trạng thái hoạt động ban đầu, cái trạng thái xuất xưởng của cái thiết bị. Và cái Device Info là cho bạn những cái thông tin về cái thiết bị bạn đang sử dụng. Thì modem number đó là H8 hay là Hemda H8, hoạt động trên nền tảng Android 5.1.1. Đó, như bạn thấy có bộ nhớ RAM là 2GB, bộ nhớ trong là lên đến 16GB. Đấy. Ở cái mục More này là nơi bạn có thể tùy chỉnh ngôn ngữ, hiển thị hay tháo bỏ những cái ứng dụng. Đó. Thì cái con Hemda H8 họ có hỗ trợ tiếng Việt, tuy nhiên chưa được Việt hóa hoàn toàn. Nhưng mà thấy ở đây là mình đã chỉnh tiếng Việt rồi, nhưng mà những cái icon ở phía bên ngoài nó chưa được Việt hóa đó. Thì việc chỉnh sang ngôn ngữ tiếng Việt giúp cho bạn trong quá trình xem phim không bị lỗi phông, bởi vì khi để những ngôn ngữ khác chẳng hạn như tiếng Anh thì xem phim phụ đề dễ bị lỗi phông đó. Rồi, ở cái mục My App này là nơi nó hiển thị những cái application mà bạn đã cài đặt. Thì cái việc cài đặt application cũng khá đơn giản, nó tương tự như việc cài đặt application trên những cái dòng đồ phát trước đây của Hemda, như là Hemda Q3, Hemda Q1 hay Hemda Q10, rất là dễ dàng. Bởi vì nó hoạt động trên nền tảng Android thì bạn chỉ cần cài đặt copy những cái ứng dụng Android muốn cài đặt vào trong USB hoặc là trong ổ cứng, sau đó kết nối với con Hemda H8 và tiến hành chạy những cái ứng dụng đó mà thôi, thì cho nó cài đặt. Hoặc là đơn giản bạn có thể cài đặt từ cái kho Safe Play ở đây đó. Thì để đăng nhập vào kho Safe Play thì bạn cần phải có một cái tài khoản Google. Ở đây thì mình chưa đăng nhập bởi vì con Hemda H8 này mới hoàn toàn, cho nên mình chưa có trải nghiệm đầy đủ của nó. Ở cái video clip này mình chỉ muốn là giới thiệu đến bạn cái giao diện chính cũng như là một vài những cái trải nghiệm ban đầu trên cái chiếc đồ phát Hemda H8 này. Đó. Ở cái mục Media Center là nơi bạn có thể truy cập những cái nội dung trên những cái thiết bị gắn ngoài chẳng hạn, hay trên những cái thẻ nhớ gắn từ khe đọc thẻ nhớ SDNC trên cái chiếc đồ phát Hemda H8, hay là mạng LAN NFC, ở đây cái ổ cứng của mình đã gắn và kết nối vào cái con Hemda H8 rồi. Đó. Thì trên cái mục Media Center này bạn có thể duyệt cái ổ cứng của bạn theo từng mục, chẳng hạn video thì nó sẽ hiện lên những cái thư mục chứa video, picture hay audio, nó sẽ hiện lên từng cái mục rất rõ ràng và bạn có thể xem tổng thể ở cái mục On này. Đó. Cái icon bố trí khá trực quan, thao tác khá là mượt và không có độ trễ như mình thấy. Và ở đây thì có một cái logo của Kodi, tuy nhiên thì có lẽ là Kodi chưa được cài đặt sẵn trên cái chiếc đồ phát Hemda H8 này mà chúng ta cần phải cài đặt. Đó. Thì cái việc cài đặt Kodi cũng khá đơn giản, mình cũng đã có cái video clip mà hướng dẫn các bạn cài đặt cái ứng dụng Kodi hay là XBMC trước đây trên những dòng đồ phát Android hay là những dòng đồ phát của Hemda rồi. Đó. Rồi, về những cái trải nghiệm, chẳng hạn là trải nghiệm xem phim, trải nghiệm nghe nhạc hay trải nghiệm xem Blu-ray 3D ISO này nọ trên cái chiếc đồ phát Hemda H8 này, mình sẽ gửi đến các bạn trong những cái video clip lần sau. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.
Thank you.